Có thể bạn đã rơi vào tình huống này trong mối quan hệ của mình với các người bạn đời của mình, với người đàn ông của mình. Đó là đôi khi bạn muốn anh ta làm điều gì đó, nhưng bạn nghĩ rằng là anh ta bao nhiêu năm yêu nhau, bao nhiêu năm bên nhau, anh ta phải biết cái điều này chứ, anh ta phải biết rằng mình cần gì, mình muốn gì trong tình huống này. Ví dụ như là sinh nhật mình thì anh ta phải tặng quà, hoặc là khi mình nói rằng ôi anh ơi hoa đẹp nhỉ thì anh phải mua hoa cho mình hay như nào đó. Không, với trong tâm lý của người đàn ông thì người ta không biết điều đó, người ta không để ý rằng là bạn thực sự bạn muốn gì. Nhưng mà khi mà với tâm lý của người phụ nữ, khi mà mình nói rằng là mình thích cái này, mình thích cái kia, có nghĩa rằng là mình muốn cái người đàn ông của mình đáp ứng cho mình, nhưng anh ta lại không hiểu điều này. Anh ta lại không hiểu điều này. Đó chính điều này đã xảy ra một số cái mâu thuẫn. Mình lại nghĩ rằng là anh ấy thiếu tinh tế, anh ấy không hiểu mình, hay là anh ấy không thương mình, và nặng hơn là mình nghĩ rằng anh ấy không có yêu mình. Và đây là một trong số cái sai lầm chị em thường mắc phải trong một mối quan hệ với cái người đàn ông của mình. Vậy thì làm cách nào chúng ta có thể vượt qua được tình huống này? Làm cách nào chúng ta vượt qua được tình huống này? Với những tình huống này thì cái cách ở đây là bạn cần phải dạy cho người đàn ông của bạn cái cách yêu bạn như thế nào cho phù hợp. Bằng cách rất đơn giản, nếu như bạn mong muốn điều gì thì hãy nói thẳng trực tiếp với anh ta. Ví dụ như bạn nói rằng là anh ơi em rất thích hoa, nên là nếu như mỗi một dịp đặc biệt thì anh hãy mua hoa tặng em nhé. Thay vì bạn nói là anh phải biết cái điều này, anh phải thật tinh tế lên, anh phải như này như kia, nhưng thực tế thì bạn chưa hề dạy cho anh ta điều đó. Và hãy dạy cho anh ấy cái điều cách làm cách nào để yêu thương bạn một cách đúng cách hay một cách đúng đắn. Hoặc là bạn là một người rất thích ăn ngon, chẳng hạn bạn thích ăn ở chỗ này, bạn thích ăn ở chỗ kia, thì hãy nói với anh ấy rằng là anh ơi em thích ăn chỗ này, em thích ăn chỗ kia, và nếu như có dịp này dịp kia thì anh nhớ mang em đi ăn nhé. Thì đấy là một trong số cái điều rất là quan trọng trong cái mối quan hệ. Hãy dạy cái người đàn ông của bạn cái cách yêu thương bạn một cách đúng đắn. Đừng nghĩ rằng anh ta sẽ hiểu bạn, anh ta sẽ mặc định rằng anh ta sẽ phải yêu thương bạn, hay tinh tế với bạn. Không, chuyện đó nó sẽ không xảy ra với tâm lý của người đàn ông. Và đừng mắc phải những cái sai lầm này. Nếu như bạn thực sự muốn hạnh phúc bên người bạn đời của mình, hãy dạy cho anh ta cái cách mà anh ta cần phải yêu bạn như thế nào. Dạy cho anh ta biết rằng anh ta cần phải chính xác làm điều gì với bạn để có thể thể hiện được tình yêu thương với bạn. Follow kênh để biết thêm nhiều kiến thức thú vị nhé.